Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Lê Let's Learn. Chúng ta đến với bài tập số 5 của phần A Closer Look 2 của Unit 2, cũng liên quan đến phần ngữ pháp các bạn nha. Nếu như cái bài tập số 4 chúng ta đã làm xong liên quan đến cái phần câu ghép rồi, thì bài tập số 5 này là người ta đề nghị mình làm gì nào? Các bạn nhìn này nha, ghép cái chữ bắt đầu của những câu với những bức tranh mà và sau đó chúng ta hoàn thành chúng. Các bạn nhìn những bức tranh này nha. Đây, có 4 bức tranh. Đây các bạn nhìn này, bức tranh A, bức tranh B, bức tranh C và bức tranh D. Đây, D này, hình D này. Rồi, vậy thì 4 bức tranh đó thì người ta có ghi chú cho chúng ta những cái câu này. Ví dụ này, she should try to relax more. Cô ta nên cố gắng thư giãn nhiều hơn. Bức tranh thứ hai, she does exercise too. Cô ấy cũng tập thể dục. Cô ấy cũng tập thể dục. Bức tranh số 3, he doesn't do exercise. Anh ta không tập thể dục. Câu số 4, bức tranh số 4 này, he doesn't have flu. Anh ấy không có bệnh cảm cúm. Rồi, vậy thì anh ấy không có bệnh cảm cúm, vậy thì 4 bức tranh này chúng ta làm gì nào? Đây, vậy thì rất là dễ nè. Từng câu này nè, mỗi câu này 4 câu thì gắn với 4 bức tranh. Vậy thì chúng ta hoàn thành này, hoàn thành ở cái vế sau của mỗi câu để nó phù hợp với mỗi bức tranh. Ví dụ như câu 1 này, Nick washes his hands a lot. Nick là rửa tay của anh ta rất là nhiều. Vì vậy thì sao các bạn? Vì vậy thì chắc chắn rồi, anh ta không có bị cảm cúm là dễ, là nó phù hợp với cái câu này nhất, đúng không? Vậy thì câu 1 này, cái vế sau là các bạn phải điền vào cái hình D này. Hình D này, anh ta rửa tay thường xuyên vì vậy thì sao? Vì vậy, anh ấy không bị cảm cúm, đúng không? Rồi, vậy thì câu 1 này các bạn ghi cái hình D vào cho thầy. Ghi cái câu ở hình D đó, câu này nè, he doesn't have flu. Ok, rồi câu số 2, David eats lots of junk food. And rồi các bạn nhìn này nha, David là tên riêng. David thì ăn rất là nhiều cái đồ ăn nhanh. Và chắc chắn rồi, hình C. Hình C là hợp lý nhất. Và anh ta cũng chẳng chịu tập thể dục cho nên anh ta béo phì, mập này. Đó, bạn thấy chưa? Anh ta ăn nhiều nhưng anh ta lại cũng và không tập thể dục luôn. Liên từ hoàng là quá hợp lý luôn. Ăn nhiều, thức ăn nhanh và không chịu tập thể dục. Cho nên câu 2 này là hình C. Ok, câu 3, the doctor told Eleanor she should sleep more or bác sĩ thì nói với Eleanor là sao? Cô ta nên đi ngủ nhiều hoặc sao? Cô ta nên cố gắng thư giãn nhiều hơn. Chắc chắn là hình A này là phù hợp lý, hợp lý nhất cho câu 3 này. Hình A nha. Đó, vậy thôi. Và câu cuối cùng, my sister plays computer games. Chị của tôi chơi game trên máy vi tính. Nhưng sao? Nhưng cô ta cũng chịu tập thể dục. Đây là nhưng nó liên quan à, chơi game máy tính là ít tập thể dục, nhưng sao có liên từ nhưng rất là hay thì nó phù hợp với cái câu B này luôn. Nhưng mặc dù chơi game máy tính nhiều nhưng cô ta cũng chịu tập thể dục, đúng không? Vậy thì câu B, câu 4 là liên quan đến cái hình B. Đó, như vậy là bài tập số 5 là chúng ta chỉ có thế thôi, đúng không các bạn? Bài tập số 5 rất là dễ. Bây giờ thầy giúp các bạn làm bài tập số 6 luôn nha. Đây, bài tập số 6 trong cái video này luôn. Đó. Rồi, vậy thì bài tập số 6 là gì? Và bây giờ hoàn thành cái phần thứ hai của mỗi câu. À, các bạn ơi, bài tập số 6 thực ra mình cũng đã làm cho các bạn rồi nè. Hồi nãy giờ bài tập số 5 á, là mình ghép cái hình, mỗi hình. Thì bài tập số 6 là việc của chúng ta là chỉ cần ghi lại các câu là được rồi. Ví dụ như đây, câu 1 này thì mình chọn hình D mình viết, đúng không? Thì hình D đây này các bạn này. Đấy, hình D đây, thì các bạn ghi cái câu này xuống. Ghi câu này này, ghi câu này ở phía sau này này. Đó, anh này rửa tay nhiều cho nên vì vậy là anh ta không bị cảm cúm nữa các bạn. Rồi tóm lại là những câu này là chúng ta được ghi hết rồi. Đó, ghi ra. Đó, các bạn hiểu đấy không? Thì được, bài tập số 6 chẳng có gì làm nữa, bởi vì trong bài tập số 5 là thầy đã làm hết cho các bạn rồi. Ok.
Rồi, như vậy là cái phần ngữ pháp của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Ngữ pháp của tiếng Anh lớp 7 Unit 2 này rất là hay. Và hy vọng các bạn thấy các video này tốt cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo.